Trong đó, sầu riêng là mặt hàng có mức tăng mạnh nhất. 5 tháng, xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 500 triệu đô la Mỹ, gấp hơn 18 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong top 10 thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, thì Trung Quốc dẫn đầu với hơn 63% thị phần. Tiếp đến là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Dự báo nửa cuối năm nay, xuất khẩu rau quả có thể cán mốc 4 tỷ đô la Mỹ.